Angkaparagani sita yasa chating sati sota mana passa wana pusa waha wahanti dutitang sangkaparagani sita. 36 dòng ái trôi người đến khả ái, các tư tưởng tham ái cuốn trôi người tà kiến. Bản dịch của Ngài Minh Châu: 36 ái hướng dòng, bởi do tư tưởng, bởi lòng hỷ tham, si mê tà kiến thế gian, theo cơn thác lũ ngập tràn cuốn đi. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức Giả Nam Mô Phật Thầy Gia Còn Xin Được Sống Ích. Mến mời Tina tiếp theo. Dạ thưa con kính đảnh lễ Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư Tiền Đài và sư Pháp Tính và con và cô quý cô tư nữ, và con xin chào đạo tràng. Con và kính đảnh lễ sư Minh Hạnh, con xin đọc bài. Yassa chatin sati sutta ma ma na ma na passa wa na pusa và hà vá hàn tí tu tí thìn san khắp bà ra gát ni si ta yát sá chát tìn sát tí su ta ma na phát sá vá na phú sa vá hà vá hàn tí tu tí thìn san khắp bà ra gát ni si ta. 36 dòng ái trôi người đến khả ái, các tư tưởng tham ái cuốn trôi người tà kiến. Hòa thượng Thích Minh Châu. Yassa chattin sati sutta mana passa wana pusa vaha vahanti duttitim sankappara ganisita. 36 ái hướng dòng, bởi do tư tưởng, bởi lòng hỷ tham, si mê tà kiến thế gian, theo cơn thác lũ ngập tràn cuốn đi. Hòa thượng Thích Giới Đức. Dạ thưa con xin cảm ơn. Dạ con là An Nhiên, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và toàn thể anh chị trong đạo tràng. Dạ con xin đọc kinh Pháp Cú 339. Yết xá chất tiền xá tí sô tà ma na bát xà quá na bút thà u xà và hà và hành tí đút thìn đút thít đút đút thít thìn sằng cá ba ra ra ni si ta yết xá chất tiền xá tí sô tà mana passa wana usa waha wahanti du dithin sangka ba rara nisita yassa chattin sati sota mana passa wana usa waha wahanti du dithin sang cấp ba ra ra nít si ta. 36 dòng ái trôi người đến khả ái, các tư tưởng tham ái cuốn trôi người tà kiến. Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Yết xá chất tin sát tí sô ta mana pát xà quá na bú cha quá hà quá hành tí đút đú thiết thìn sân cấp bà ra ra nít xí ta. 36 ái hướng dòng, bởi do tư tưởng, bởi lòng hỷ tham, si mê tà kiến thế gian, theo cơn thác lũ ngập tràn cuốn đi. Dạ bản dịch của Hòa thượng Giới Đức. Dạ con xin đọc bài xong, con kính chương.
quý anh chị để cho con tín hiệu đã bót bài. Sa thú kính cảm ơn Sích An Nhiên. Dạ, sa thú bữa nay An Nhiên đã cầm mịch được và đã nghe rõ. Dạ, rất là tốt. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn Đoàn Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tịnh Đạt, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính lễ cô tu nữ Tham Má Chá Rí. Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ, con xin được ôn bài Pháp Cú Kinh số 339. Dạ, cảm ơn Minh Quách Anh Á cho bài học. Dạ, sát chát tình các chí sô ta ma ha ba sa va na phu sa qua ha qua hàn tít đức đít hình sang cấp ba ra cấp nít si ta. Ya sacchat tin thati cho ta mana basawana phusa wa ha wa han ti duk bit thin sang cap bara ganisita. 36 dòng ái trôi người đến khả ái, các tư tưởng tham ái cuốn trôi người tà kiến. Và đây là bản chuyện ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Và sa chát tinh sa ti so ta ma na ba sa wa na phu sa wa ha wa han ti đức định tinh sa ba ca sa san ca ba ra ga ni si ta. Và sa chát tinh sa ti so ta ma na ba sa wa na phu sa và ha qua han tỳ đức định thinh sang cấp ba ra gà nít si ta. 36 ái hương dòng bởi do tư tưởng bởi lòng hỷ tham si mê tà kiến thế gian theo cơn thắt lũ ngập tràn cuốn đi. Và đây là bản phổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn anh chị em đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, bây giờ cũng đã đến giờ học bài mới câu pháp cú kinh số 340. Dạ, cảm ơn Minh Quách Hà Ná cho bài học. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Ramma Chaloka Thi Bati Sambati Thatan Chali An Thi Varang Aya Chatha Santi thastap bara chap kha cha ti ka de se tu tham mang anukam bi mang ba chang sa tham ma pe rim bi na yan cha ka yang su tan cha bang thang a pi tham ma cham mang a cô ta danh tơ ta tư sạch cha đăng đăng ba bơ thà ni ya ba bơ thà nay dê bà đi xa chả mạch chê. Chúng sanh tất cả bốn hàng a như sen trong nước minh quang luôn chờ
Trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành rải tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ ơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhâm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhôm kiều trận như được nếm hương vị hô dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 340. Và con kính bạch sư, hôm nay là cũng là buổi chót của tuần lễ chúng con học, và qua hôm nay thì coi như là chúng con rung nghỉ hè, nên quý sư bận, nên là đại đức pháp tính cho rôm nghỉ hè, tức là quý sư không phải vào giảng nữa, chúng con chỉ để băng thôi. Và con xin bạch sư để sư biết rõ, sư khỏi lo chuẩn bị. Và Nam Mô Bích Tha Giá, Nhật Bình kính chúc đầu tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính nhân mít đến sư. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết được âm thanh. Vừa nghe thông báo của cô Nhật Quỳnh đến diễn đàn Kinh Pháp Cú, là chúng ta học hết ngày hôm nay bài học của cô Pháp Cú. Hết ngày hôm nay đó là câu Pháp Cú 340. Chúng ta sẽ tạm ngưng một thời gian trong khi diễn ra những ngày lễ một tháng dân y Katina. Sau lúc đó sẽ được thông báo trở lại, nhằm mục đích là chư tăng và quý Phật tử có thời gian để tham dự và là nghe pháp cúng dường trong cái tháng làm phước thiện dân y Katina. Và như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi học ngày hôm nay. Trước tiên xin kính thỉnh và quý vị chúng ta hướng về tâm bảo để đảnh lễ một cách tóm tắt. Rahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang apivadeyami svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami Subhatipanno bhagavato savakasangho sanghang namami. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa toàn thể quý vị có hiện diện ở trên diễn đàn Pháp Cú Kinh Chuyên Đề. Hôm nay chúng ta học về đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 340 trên 403 câu. Vừa nãy là chúng ta ôn câu Pháp Cú 339. Dạ đúng rồi, bên này chúng ta học câu 340. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 340 có nội dung như sau.
Sawanti sapati sota lata upaccha tithati tanca diswala tanca tang mulang banyaya cindatha. Sawanti sapati sota lata upaccha tithati tanca diswala tanca tang mulang banyaya cindatha. Dòng ái dục chảy khắp như dây leo mọc tràn, thấy dây leo vừa xanh với tuệ hải đoạn gốc. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Trước tiên thì chúng ta sẽ học về cái ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú này. Dạ, chúng ta học về ngữ vựng của câu kệ ngôn 340. Sawanti sapati sota, các dòng chảy trôi đi khắp nơi. Sota là các cái dòng chảy. Sota các dòng chảy. Sawanti là trôi, trôi đi. Sapati khắp nơi. Sapati khắp nơi. Các quý vị nghe có bị ồn hay là có bị giật không ạ? Hình như thấy phản hồi hơi bị lâu, không biết âm thanh có được tốt hay không. Dạ, cảm ơn cô. Câu thứ hai là Lata Uphincha Tithati. Lata Uphincha Uphincha Tithati. Khi đã đâm chồi lồi dây leo lại. Lata là lồi dây leo. Uppiccha, uppiccha là khi đã đâm chồi. Uppiccha khi đã đâm chồi. Tithati, tithati nghĩa thường thường dùng là đứng, nhưng mà ở đây thì sau khi đâm lồi dây leo có nghĩa là tồn tại. Tithati ở đây nghĩa là tồn tại. Tăng cha đi xoa lá tăng cha tăng, và sau khi thấy lồi dây leo ấy xanh lên. Chữ tăng, tăng cha được kết hợp bởi luật sanh thí là chữ tăng cộng với chá. Khi nít cái hay tá cộng gặp chữ chữ chá đó thì sẽ biến thành chữ nhá. Tăng chá là tăng cộng chá. Tăng ở đây là ám chỉ cho là tăng. Lata là loài dây leo này. Chữ tăng là loài dây leo này. Disso. Disso là sau khi thấy. Sau khi thấy. Lá tăng. Lá tăng là lồi dây leo. Cha tăng. Cha tăng đã được sanh trưởng. Đã được sanh trưởng. Đã được sanh trưởng. Và chúng ta đi vào câu cuối cùng, đó là Mu lăng banh nha giá chinh đá thá. Mu lăng banh nha giá chinh đá thá. Các con hãy chặt đứt gốc bằng trí tuệ. Mu lăng, mu lăng đó là gốc, gốc rễ. Gốc rễ.
Panyaya là bằng trí tuệ. Bằng trí tuệ. À, sẵn ở đây chữ Panya của vị sử dụng qua thể nam tánh. Bản thân của từ Panya đó là thể nữ tánh. A, tận cùng lòng miệng nước A. Nhưng một số pháp danh hay là tên của các vị nam hoặc là các vị tỳ kheo, sa di cũng sử dụng chữ Panya này, nhưng mà kết hợp một cái tiếp vị ngữ ná biến thành là một cái tỉnh từ, là người có trí tuệ, thì lúc đó sẽ trở thành là nam tánh Panyo, Panya và Panyom. Đôi khi chúng ta thấy là nữ tánh nhưng mà sử dụng cho tên của người nam vẫn được, trở thành một cái tỉnh từ bằng cách là trở thành một cái tỉnh từ là người có trí tuệ. Ở đây là Panyaya, chia cách thứ ba là bằng trí tuệ. Chindatha, Chindatha là hải chặt, và cái động từ thá ở đây ám chỉ là ngôi thứ hai số nhiều. Các ngươi các con tum hê đó, tum hê Chindatha, các con hải chặt. Như vậy là chúng ta đã sơ lược qua về vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 340 này. Một lần nữa, câu kệ ngôn pháp cú số 340 có nội dung như sau: Sawanti sapati sota lata upaccha tethati tanca diswa latang catang mulang banyaya cindatha. Dòng ái dục chạy khắp như dây leo mọc tràn, thấy dây leo vừa xanh với tuệ hại đoạn gốc. Hoặc là bản dịch văn xuôi: các dòng chảy trôi đi khắp nơi, khi đã đâm chồi loài dây leo tồn tại, và sau khi thấy loài dây leo ấy xanh lên, các con hãy chặt đứt gốc bằng trí tuệ. Hoặc là: tha ngôi ái dục chảy lan, dây leo bìm quấn mọc tràn khắp nơi, trí nhân thấy rễ thấy chồi, mài gươm tuệ nhãn ngời ngời chém phân. Nam mô Bụt Thầy Giá. Thưa quý vị, rằng câu kệ ngôn 340 này nằm trong nhóm, pháp cú, nằm trong nhóm một loạt pháp câu pháp cú từ số 338 cho đến 343, là 6 câu nhóm câu pháp cú 6 câu. Hình như là chúng ta chưa có thấy một cái tích truyện pháp cú nào mà gồm nhiều bài pháp cú như vậy. Nếu quý vị có biết được cái nhóm, cái tích truyện nào có nhiều câu pháp cú như vậy hơn câu pháp cú này, thì quý vị sẽ hãy ghi nhận. Tích truyện này gồm tới 6 câu pháp cú, và duyên sự thì cũng khá là đặc biệt. Cái duyên sự này thì thưa quý vị rằng, nếu là một cái người chưa có niềm tin ở Đức Phật, chưa có niềm tin nơi giáo pháp và chưa có niềm tin nơi các chư tăng đó, thì chúng ta đọc cái câu duyên sự này giống như là chúng ta đang đọc một cái câu chuyện ngụ ngôn. Bởi vì câu nhóm câu pháp cú 6 câu bài kệ này có một cái duyên sự liên quan đến một cái con heo vừa mới lớn. Thì thường thì chúng ta có cái tập thói quen khi mà nhắc đến những cái câu chuyện về những con thú, thì chúng ta thường là nói đến không phải về cái ý nghĩa sự thật của câu chuyện, mà mục đích là rút ra được bài học từ cái câu chuyện ngụ ngôn trong dân gian. Từ chuyện ngụ ngôn trong dân gian
chúng ta dạy cho những cái thế hệ trẻ, những cái đứa bé nó thích nghe kể chuyện, và từ đó rút ra những cái câu chuyện về đức tính kiên nhẫn, vân vân. Thì đối với trong Phật giáo có những cái câu chuyện, nhất là trong chuyện Bổn Sanh. Và ở nơi đây thì là có một cái duyên sự nói đề cập đến một cái con heo vừa mới lớn, thì dường như gần giống như là một cái câu chuyện ngụ ngôn. Nhưng đối với người Phật tử, chúng ta có niềm tin, chúng ta tin là cái việc mà Đức Phật Ngài gặp một cái con heo và nhìn thấy được cái quá khứ, nhân duyên và nghiệp của chúng sanh đó thì nó không quá là khó khăn, và chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta nhận biết đây là một cái câu chuyện hoàn toàn là có thể xảy ra, không có hoang đường. Khi chúng ta có được cái ban đầu cách nhìn như vậy thì chúng ta đọc cái câu duyên sự này với một cái tâm trạng là chúng ta học những cái bài học. Và chúng ta để ý khi mà Đức Phật ngày muốn khích lệ cho các cái vị đệ tử của Ngài đó, thì Ngài sẽ tìm những cái duyên sự, những cái duyên cớ để mà Ngài tùy cái nơi, tùy cái thời điểm, tùy cái đối tượng để mà Ngài tiếp độ. Và đây là cũng một cái cách rất là tài tình mà chỉ có những cái bậc có khả năng nhìn thấy những cái hiện tượng, hay là nhìn thấy những cái nguyên nhân không phải ngay trong hiện tại, mà có những cái nguyên nhân nó sâu xa mà với trí tuệ của một người bình thường thì không thể nào hiểu biết được. Cũng giống như là chúng ta người lớn, chúng ta có kinh nghiệm cuộc đời, thì khi mà gặp một đứa bé, chúng ta muốn dạy dỗ cho nên người thì chúng ta cũng tìm cách. Tùy cái lúc, thời điểm, có thể là sau cái buổi ăn cơm hoặc là trong cái giờ trước khi đi ngủ, thì chúng ta kể cho đứa bé nghe về một cái câu chuyện ngụ ngôn nào đó và dẫn chứng trong cuộc sống. Nếu mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ gặp đứa bé nó, nếu mà nó ăn hiếp hay là nó có một cái hành động xấu thì sẽ giống như là trong câu chuyện nó sẽ bị phạt chẳng hạn. Thì đó là cách giáo dục của người lớn. Còn Đức Phật Ngài muốn giáo dục cho một chúng đệ tử để được thấy về cái nghiệp báo, về cái nỗi sợ luân hồi. Cho nên Ngài đã dùng nhiều cái cách khác nhau và nhiều cái duyên sự khác nhau và nhiều cái thời điểm khác nhau. Cũng giống trong cái duyên sự này thì Đức Phật Ngài đi trên con đường khất thực đó, Ngài thấy một cái chúng sanh hữu tình, và Ngài đã gợi ý bằng một cách là Ngài mỉm cười. Thì khi một cái vị chánh đẳng giác, một cái vị giải thoát mà mỉm một cái nụ cười nhẹ đó thì phải có nguyên nhân chứ không phải là không có nguyên nhân. Và Ngài biết chắc rằng với cái sự tinh ý của Đại Đức Ananda thì Đại Đức Ananda sẽ hỏi về cái nguyên nhân và cái duyên sự tại sao Đức Phật Ngài mỉm cái nụ cười. Và từ đó Đức Phật Ngài có cái duyên, cái cớ, và các chúng đệ tử có cái dịp để mà nghe Đức Phật Ngài giảng một cái thời pháp. Đó là một cách giáo dục rất là trực quan, chứ không có lý thuyết, không có rườm rà về cái việc mà dẫn chứng, mà thực tế ngay trong cái ngày hôm đó, như là buổi sáng gặp thì buổi trưa về độ ngọ thì Đức Phật Ngài đã giảng giải, giải thích.
Cái duyên sự này Đức Phật Ngài ngự lúc mà Ngài thuyết thì Ngài ngự lúc mà Ngài ngự tại thành Ra Chắc. Thì khi mình Đại Đức Anh Đa hỏi Đức Phật về cái duyên sự tại sao mà Đức Phật Ngài mỉm nụ cười khi mà gặp một cái con heo như vậy đó, thì Đức Phật Ngài đã thuật lại một cái quá trình đời sống coi như là những cái kiếp sống trước đó của cái con heo, và cái tại sao cái nghiệp nào mà nó dẫn đến cái thời điểm hiện tại tái sanh làm một con heo. Thì ở trong chú giải kể rất là rõ, khi mà con heo đó trong quá khứ nó là cái con gà, rồi có nhiều cái lúc thì nó trở thành một cái người cư sĩ, một cái cô công chúa, rồi tái sanh lên làm thiên giới, làm trời, và ngay trong cái lúc này thì tái sanh làm một con heo. Cái việc mà sanh lên hay sanh xuống đó thì chúng ta cũng đã hiểu đó là do cái nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện, nghiệp thiện hay là bất thiện. Nhưng cái mục đích mà Đức Phật Ngài muốn làm cho cái hội chúng đệ tử của Ngài đang nghe pháp được hiểu rõ đó, đó là cái việc mà kinh sợ về luân hồi, kinh sợ về cái sự luân hồi. Không biết quý vị chúng ta học Phật pháp nhiều đó, chúng ta nghe pháp nhiều, chúng ta có kinh sợ về cái luân hồi chưa? Có thật sự chán chường về cái luân hồi tái sanh này chưa? Nếu chúng ta có được cái tâm lý chán chường về cái sự tái sanh luân hồi rồi đó, thì chúng ta có một cái cách học thực hành ở trong Phật pháp hoàn toàn khác đối với người mà chỉ đến Phật pháp để mà học cho biết. Hình như là âm thanh không có được liên tục để quý vị có thể nghe được. Xin hỏi quý vị có nghe được âm thanh liên tục và rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Thì vì đang sử dụng qua mạng wifi của chùa cho nên không có chắc cái mạng kết nối có được liên tục hay không. Dạ, cảm ơn quý vị. Cho thỉnh thoảng quý vị hãy cho một cái tín hiệu. Thì một cái câu hỏi mà chúng ta phải thường xuyên nhắc nhở và đặt ra với bản thân mình đó, khi mình học Phật pháp, khi mà mình nghe pháp, khi mà mình đã đến với cái sự hiểu biết về nghiệp báo nhân quả, về cái sự tái sinh luân hồi đó, thì chúng ta có cái sự kinh sợ hay chưa? Giống như là chúng ta, những người thành gia lập thất, có gia đình, có con cái đó, thì quý vị không phải, không hẳn là hết, nhưng mà tầm thường là 10 trường hợp như vậy, hết 7-8 trường hợp sẽ nói rằng đời sống gia đình thật là đáng chán. Và có những cái gia đình mà giữ được sống với nhau đến trọn đời đó, đến khi mà người này mất, người kia còn đó, hoặc là cả hai cùng mất đó, thì có những cái trường hợp không phải là do tình cảm thấm thiết yêu thương, nhưng mà do là trách nhiệm, hoặc là do nhường nhịn với nhau. Và thường thì những cái gia đình như vậy đó, họ nói rằng khi mà chưa có gia đình đó, khi mà còn là những thanh niên thiếu nữ đó, thì họ mong cầu để thành gia lập thất. Nhưng khi đã tội nguyện và có những cái gánh nặng của cuộc đời, gánh nặng về chồng, về vợ, gánh nặng về con cái, gánh nặng về gia đình, gánh nặng về những cái xã hội, thì lúc đó họ có cái sự chán ngán cái cuộc sống thế tục. Nhưng mà chán ngán ở đây thì có những lúc thì
cái niềm vui nó đánh đổi, cho nên cái chán ngán nó không có được liên tục và nó không có đủ mạnh để cho cái người đó dứt áo ra đi, mà đôi khi còn vương vấn ở lại. Vậy thì cái người học Phật chúng ta cũng vậy, chúng ta biết rõ đó là nghiệp báo nhân quả thiện ác, và cái quan trọng đó là dòng sanh tử luân hồi. Chúng ta biết rõ như vậy, nhưng đôi khi chúng ta chưa có cái sự sợ hãi ở trong cái việc tái sanh, cái việc mà lăn trôi trong sanh tử luân hồi. Thì khi nào mà chúng ta có được cái tâm lý như vậy đó, thì sư Tịnh Đạt bảo đảm quý vị là chúng ta sẽ là một cái người ngoan đạo, một cái người học Phật bằng cả một cái tấm lòng, chúng ta nghe pháp bằng cả một cái sự trao dồi, học pháp bằng cái sự nhiệt tâm nhiệt tình, không phải là học để mà chỉ biết hay là nghe để mà mặc, để sao mà khi mà vỏn vẹn mấy chục năm ở trên đời đó, chúng ta tiếp xúc vào pháp mà chúng ta có được cái tâm lý như vậy. Quý vị chúng ta đã đủ cái vốn làm người rồi, đã đủ cái vốn làm người rồi. Thì cố ở trong cái duyên sự này nhắc lại những cái tiền kiếp, những cái sanh lên trồi xuống của cái đời sống của cái chúng sanh là con heo ngay cái hiện tại, nhằm mục đích cho cái hội chúng lúc đó thấy rằng cái sanh tử luân hồi này nó thật là phiền tối, nó bất định, nó không có cái gì là hay biết trước, và nó cũng không có cái gì là đáng thích thú, không có cái gì là mình mong mỏi mong cầu, ngay cả nó là cái việc mà tái sanh lên làm chư thiên, làm những cái chúng sanh giàu phước báo, hằng được cái sự an vui. Bởi vì những cái chúng sanh đó thì cũng sẽ bị vô thường biến đổi, và biết đâu chừng thì sẽ làm những cái loài thú sau khi hết tuổi thọ ở chư thiên, cũng giống như là cái trường hợp của con heo. Bởi vì nghiệp báo thì chúng ta tạo hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, và trong cái nghiệp báo nó sẽ len lỏi nghiệp thiện, nghiệp bất thiện do thân cầu ý của chúng ta. Chúng ta không có bảo đảm rằng trong suốt 24 tiếng đồng hồ chúng ta là người Phật tử, hay là chúng ta người xuất gia, chúng ta là người ở trong chùa, hay chúng ta người ở trên núi, hay chúng ta người ở một cái không gian trống rỗng mà chúng ta không có làm ác, hay là chúng ta không có làm thiện. Bởi vì cái nghiệp thiện và cái nghiệp ác nó đưa đến cái quả luân hồi, cái quả tái sanh. Trừ khi nào chúng ta không có mong mỏi, và chúng ta hướng đến cái việc mà làm sao để mà chấm dứt cái sanh tử luân hồi đó, thì lúc đó cái quả nó không hướng đến cái việc tái sanh nữa. Cho nên quý vị để ý, khi mà đi chùa làm các công đức đó, thì các chư tăng hay hướng dẫn hay khuyên sắp tấn quý vị là các công đức này do có thể hãy là cái thiện duyên để mà chấm dứt dòng sinh tử luân hồi. Chứ nếu không thì chúng ta sẽ có thói quen, chúng ta làm tốt sẽ được tốt, cho nên chúng ta sẽ cầu nguyện được cái này, được cái kia, và cuối cùng là chết sẽ được sanh lên những cái cõi an vui. Đó là những cái tầm nhìn hạn chế, hạn hẹp, và chúng ta cần phải thay đổi. Bởi vì khi mà đã còn tái sanh đó, thì chúng ta còn bất định, chúng ta sẽ còn khổ. Tuy cái khổ đó giống như là cõi người hay là cõi chư thiên, cái khổ nó không được rõ ràng, cái khổ nó xen lẫn cái vui, nhưng mà vui ít khổ nhiều. Đôi khi cái vui cái sướng đó nó chỉ đo ba lát, đo chút về cái thân hay là về cái tâm, nhưng mà cái khổ
nói rõ hơn trong xã hội hiện nay, đó là một cái gọi là trầm, một cái trầm cảm, hoặc là bị một cái stressful đó, một cái căng thẳng. Căng thẳng nó biến tướng nhiều cái hình thức, căng thẳng bởi công việc đa phần là vậy, rồi căng thẳng bởi chuyện gia đình, căng thẳng giữa cái mối quan hệ trong vợ chồng, rồi căng thẳng giữa cái lối sống của hàng xóm, rồi căng thẳng giữa cái việc mà tìm kế sinh nhai, rồi căng thẳng bởi cái việc mà cuối tháng không có đủ khả năng kinh tế để mà chi tiêu trong các cái sinh hoạt, điện nước, thức ăn. Những cái căng thẳng đó nó làm cho cái cuộc sống của chúng ta mất đi cái ý nghĩa, mất đi cái ý nghĩa, và cuối cùng mà chúng ta tìm đến Phật Pháp, tìm đến cái việc mà cái nơi làm cho tâm hồn của chúng ta giảm bớt cái căng thẳng. Và có nhiều người tìm đến thiền để mà giảm bớt cái căng thẳng đó. Thì đó là một cái gọi là cái phương pháp để mà giảm bớt khi mà chúng ta đụng cảnh. Còn khi mà chúng ta không có đụng cảnh khổ, chúng ta không có biết, chúng ta không có nhớ để mà tiếp tục cái con đường mà chúng ta tìm cái sự an lạc, an vui. Chúng sanh khổ vậy thưa quý vị. Chúng sanh ở đây là cả tịnh đạt cũng cả luôn quý vị. Chúng ta phải nhìn thấy cái điểm yếu của mình là như vậy. Khi mà chúng ta vui, chúng ta có đủ cái điều kiện sống tốt, chúng ta không có nhớ tu. Đủ cái khả năng mà chúng ta sống một cách thoải mái đó, không quá căng thẳng bởi công việc, không quá no, không quá đói, không quá phải bận rộn bởi gia đình, thì lúc đó chúng ta hoàn toàn là chúng ta không có dành cái thời gian quý báu đó để mà tu. Cái thời gian mà cảm thấy thoải mái nhất trong ngày hay ở trong tuần đó, chúng ta dành thời gian đó để mà đi chơi, hay là xem một bộ phim, hay là nằm thư giãn nghe một bài nhạc hay, hay là gọi điện thoại, cà phê, tán gẫu với bạn bè. Chúng ta không có nhớ để mà tu đâu. Thật sự chúng ta phải nhìn nhận cái điều đó. Chứ trừ khi nào mà chúng ta hoặc là nói chung là chúng sanh đó, đụng khổ khi mà thấy chết chóc, gia đình sanh ly tử biệt, chia tay, rồi bệnh tật, thì lúc đó chúng ta mới biết sợ. Biết sợ cái luân hồi, biết sợ cái khổ đau. Và chúng đó lúc ta mới bắt đầu tu. Thì muộn còn hơn không. Thì lúc đó chúng ta vẫn còn con đường để mà chúng ta đi, còn cái chỗ chúng ta bám víu. Muộn còn hơn không. Quay lại với cái duyên sự đó, thì sau khi Đức Phật Ngài đã dùng cái cách để mà dẫn dụ, hướng dẫn cho cái hội chúng thấy được cái sự kinh cảm ở trong bất định con đường sanh tử luân hồi, thì lúc đó Đức Phật Ngài đã về cái nguyên nhân tại sao chúng sanh lại bị lăn trôi trong sanh tử luân hồi. Và cuối cùng Đức Phật đã nói lên cái cách để mà vượt qua. Ngài chia sẻ cái kinh nghiệm của một cái vị toàn giác, làm sao để mà khắc phục, không còn bị đau khổ làm cho chúng sanh phải sanh tử luân hồi nữa. Và sau khi dùng nhiều cái cách thức, sách tấn và dạy cho các cái vị đệ tử hiểu được để tinh tấn tu hành, thì Đức Phật Ngài đã đúc kết lại bằng một cái nhóm câu kệ ngôn gồm 6 câu mà chúng ta đang được học. Thực sự ra tìm được một cái vị thầy hiểu được cái người học trò đó, quý vị thấy là một cái điều hạnh phúc rất là lớn.
Bởi vì người học trò họ có nhiều cái tính cách khác nhau, mà cái người thầy hiểu được cái tâm lý của người học trò và tìm cách để dạy cái người học trò đó, thì có nhiều cái lúc mà chúng ta thấy là không có gì xảy ra lớn lao cả, nhưng mà đó là một cái thời điểm khoảnh khắc quan trọng để cho giúp người học trò nhận ra vấn đề, nhận ra vấn đề, chứ không phải là phải lên giảng đường, không phải là phải xếp bằng ngay ngắn, không phải là phải mặc đồ đẹp đẽ trang nghiêm, không phải là lễ hội lớn hoành tráng, mà là những cái khoảnh khắc mà người học trò có thể tiếp thu được. Thì chúng ta tìm được một cái vị thầy như vậy để nương tựa, thì đó là một cái hạnh phúc rất là lớn của một cái con người. Vậy ngược lại, chúng ta là những cái người trưởng thành, là những người làm cha mẹ, phụ huynh, ông bà, chúng ta đang đứng ở cương vị của những cái người hướng dẫn cho những cái người trẻ tuổi, thì chúng ta cũng phải học cái bài học này, và chúng ta tìm cái cách những lúc con chơi đùa, những lúc đi dã ngoại, những lúc dẫn đi chùa, những lúc mà cho cá ăn, những lúc mà buổi tối nằm ngắm trăng, thì những cái khoảnh khắc đó, thưa quý vị, rất là hữu hiệu khi mà chúng ta muốn dạy cho cái người trẻ đó một cái bài học, một cái ý nghĩa cuộc đời, một cái kinh nghiệm sống hoàn toàn thích hợp và hữu hiệu hơn là cái việc mà đúng giờ lên lớp, hơn là cái việc mà phải ngay ngắn thẳng hàng để mà chuẩn bị tiếp thu. Những cái khoảnh khắc như vậy nó rất quan trọng, và cái người có cái khả năng trí tuệ nhạy bén đó mới nhận ra những cái khoảnh khắc như vậy và biết tận dụng cái khoảnh khắc đó, thì hoàn toàn sẽ đưa đến cái thành công tốt đẹp, cũng giống như là Đức Phật Ngài đã từng làm đối với những cái vị đệ tử. Có những cái trường hợp Đức Phật Ngài dạy những cái vị tỳ khưu, tỳ khưu ni đó, có những vị tu hành không có được, tu hành không có được, học kinh học luật thì không có hiểu, không có thuộc. Để lúc đó gặp, cuối cùng phải gặp Đức Phật. Đức Phật Ngài chỉ cho một cái pháp môn nhỏ nhẹ vừa tầm, thì tự nhiên trực nhận ra vấn đề. Thì đó là một cái cơ duyên rất là lớn mà chúng ta thấy rằng sanh trong thời Đức Phật, gặp được Đức Phật và gặp được cái giáo pháp, gặp được những cái vị thầy như vậy là một cái hạnh phúc rất là lớn và đáng được trân trọng. Và ngay trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta phải nói là rất là khó để mà tìm được một cái vị thầy toàn hảo như vậy. Tuy nhiên có những cái vị vừa tầm với khả năng của chúng ta, vừa khả năng học hỏi của chúng ta, đó cũng là những cái vị thầy đáng kính. Bởi vì cao siêu quá thì chúng ta cũng không có khả năng để mà học hỏi tới, nhưng mà thấp siêu quá thì học riết cũng chán. Nhưng mà cái vị nào có khả năng vừa tầm á, có những cái thắc mà mình hỏi mà với câu trả lời của vị đó làm cho chúng ta có cái sự thoải mái, làm cho chúng ta có cái sự nắm bắt dễ dàng, thì chúng ta nhận biết rằng cái vị này đang là những cái vị hữu duyên, có cái sự thích hợp để học pháp, và chúng ta hãy nên trân trọng, hãy nên trân trọng. Cái bài câu pháp cú 340 á, dòng ái dục chạy khắp như dây leo một tràng, thấy ngay thấy dây leo vừa xanh với tuệ hải đoạn gốc. Ở đây chúng ta có thể liên hệ đến một pháp môn mà Đức Phật Ngài hay nhắc, đó là tinh tấn đó, thưa quý vị. Đây là cái sự tinh tấn ngăn ngừa những cái bất thiện pháp sanh lên. Xuyên suốt cái câu kệ này hoặc là trong cái phẩm này chúng ta đang học là phẩm ái,
Cho nên sẽ nói về cái ái là nguyên nhân sanh ra cái khổ, nguyên nhân của khổ đau. Và một cái câu hỏi lớn đó là làm sao để mà chúng ta trả lời được với kinh nghiệm của mình đó, làm sao mà chúng ta có thể trả lời được nguyên nhân của khổ đau là cái tham ái hay là cái khát khao. Và chúng ta có thể trả lời được cái câu hỏi tiếp tục, đó là chúng ta trả lời được câu hỏi đầu tiên thì chúng ta sẽ trả lời được cái câu hỏi tiếp tục, đó là nguyên nhân làm sao mà cái xã hội chúng ta đang ở bị rắc rối. Và chúng ta sẽ hiểu được tại sao thế giới này không có yên bình một phút một giây nào hết. Trước tiên chúng ta hãy xét cái bản thân mình. Khi mà chúng ta nhìn thấy bản thân mình một cách rõ ràng thì cái thế giới bên ngoài nó không khác gì cái thế giới thân tâm của mỗi con người. Chúng ta nhìn vào thân tâm của mình thì bên ngoài thế giới, bên ngoài, ở phía bên ngoài cái thân tâm này nó cũng như vậy mà thôi. Nó cũng là sáu căn sáu cảnh mà thôi. Nó cũng là đất nước lưỡi gió. Khi mà chúng ta hiểu được tại sao khổ bắt nguồn từ tham ái, hoặc là tại sao cái sự khát vọng, ao ước, mong mỏi, khát khao nó lại là tiềm ẩn của cái khổ đau. Đây là một câu hỏi rất là lớn, bởi vì nó hàm chứa cả một cái hệ thống Phật pháp ở trong đó. Và với cái kinh nghiệm bản thân của từng người đó thì chúng ta sẽ rút ra được cái lý do và cái câu trả lời khác nhau, không ai giống ai hết. Cơ sở để mà chúng ta suy nghĩ đó là dựa vào Phật pháp, là tham ái là nguyên nhân của khổ đau. Nhưng mà tham ái ở hình thức nào, ở cái trạng thái tâm lý nào, và cái khổ đau đó là cái khổ đau thân nhiều hay là khổ tâm nhiều, hay là khổ cả thân cả tâm, hay là ở cái việc mà khổ đau làm chúng ta sầu não, lo lắng, và cái trạng thái mà khổ đau đó hoàn toàn mỗi người đều khác nhau hết. Chính vì vậy mà chúng ta thấy là suốt cả một cái chiều dài lịch sử của nhân loại đó thì nhiều tác giả, nhiều cái tác phẩm về cả văn chương, thơ, nhạc viết về cái đau thất tình nó hoàn toàn khác nhau. Và cho đến tương lai về sau đi nữa thì cái việc mà đau khổ trong tình yêu hay là đau khổ trong cái việc mà chia ly đều có những cái bài hát hay là những cái vần thơ thể hiện một cái sự khác nhau hoàn toàn. Thì đây là một cái câu hỏi mà tự mỗi người chúng ta phải đặt ra và trả lời lấy. Và chúng ta có dịp nào gặp những cái vị hữu duyên với mình á, có cái vị nào mà có thể tiếp xúc một cách rất là thoải mái á, chúng ta sẽ trình bày, chúng ta nói lên cái kinh nghiệm của mình. Có nhiều người khổ mà họ không biết họ khổ. Có nhiều người họ khổ mà không biết tại sao họ khổ. Bây giờ mình có nói đi nữa người ta cũng không hiểu. Bây giờ nói là tôi khổ, thằng con trai út của tôi quá. Mà hỏi tại sao bà khổ thằng con trai út của bà, thì bà không có biết cái nguyên nhân gốc gác, mà chỉ nói là nó hay đi về khuya, nó hay đi tụ tập bạn bè, nó hay đi ăn chơi nhậu nhẹt, nó làm cho tôi lo lắng. Thì cái việc khổ của cái bà mẹ lo cho đứa con út á, nó không phải là cái việc mà ăn nhậu ăn chơi, mà là bà ta đang lo lắng. Cái khổ đây nằm trong cái sự lo lắng. Và cái lo lắng này á, mỗi người sẽ lo lắng một chỗ khác.
có người lo lắng bị ảnh hưởng, có lo lắng nó tụ nghề như vậy nó sắp nhất phạm pháp, rồi có người sẽ lo lắng là nó ăn chơi như vậy nó ảnh hưởng tới việc học hành, không có thành công, không có thành đạt, không có cưới được vợ chẳng hạn. Nhưng cũng cái nguyên nhân tại sao sanh ra cái lo lắng này đó, thì chúng ta sẽ tự mỗi người rút ra được cái bài học như vậy. Thì một lần, hai ba lần và nhiều cái khía cạnh của cái kinh nghiệm đó, nhiều khía cạnh của khổ đau, nhận ra khổ đau ở nhiều cái khía cạnh khác nhau và nhìn thấy cái nguyên nhân khổ đau ở nhiều khía cạnh khác nhau, thì chúng ta sẽ có cái sự tiến bộ ở trong Phật pháp, có cái sự tiến bộ. Chứ không phải là chúng ta học được nhiều pháp môn là chúng ta hay, nhớ được nhiều pháp môn là chúng ta giỏi, mà chúng ta hãy đem những cái sự học đó áp dụng vào trong đời sống và rút ra được kinh nghiệm cho riêng bản thân mình, thì lúc đó chúng ta mới là người đang có cái sự tiến bộ trên con đường học Phật pháp. Và cái việc học của chúng ta mới có cái sự hữu lợi ích. Cái việc học cũng vì sự lợi ích. Thì xuyên suốt 6 cái bài kệ này nói, Đức Phật này nói lên đó là cái sự kinh sợ của cái luân hồi, kinh sợ, khiếp sợ của cái dòng sanh tử, mà đó là tham ái. Mà Ngài chỉ luôn cái cách thức để mà thoát khỏi cái tham ái đó, dùng trí tuệ cắt đứt, dùng tinh tấn, dùng tứ chánh cần để mà ngăn ngừa, không cho sinh khởi, không cho cái việc mà tham ái nó bám rễ, ăn sâu và bành trướng ở trong tâm trí của mỗi người. Đó là một cái việc hết sức là quan trọng mà Đức Phật Ngài muốn nhắm đến hội chúng ngay lúc đó, và hội chúng ngay cả chúng ta học kinh và nghe pháp bây giờ. Thì thưa quý vị rằng bài học hôm nay cũng vừa phải lẽ để mà kết thúc. Và cuối cùng thì xin nhắc lại một lần nữa với các toàn thể quý vị trong đạo tràng, chúng ta được nắm rõ qua lời thông tin của cô Nhật Quỳnh thì lớp học hôm nay chúng ta sẽ dừng lại, tạm ngưng trong một tháng lễ dân y Katina, sau đó sẽ được thông báo trở lại. Và lớp học này thì được vẫn được mở theo giờ cố định, và trong lúc đó thì sẽ mở những cái băng pháp, những cái bài pháp của những cái vị pháp sư đã thuyết, cho phục vụ cho tất cả quý vị nào có nhu cầu để mà nghe pháp. Và cái thời pháp chia sẻ bài học hôm nay xin kính dâng đến chư tăng, và kính chúc toàn thể quý vị có được sự tiến bộ, có sự an vui ở trong giáo pháp của Đức Phật. Tình đại xin kết thúc cái buổi chia sẻ ngày hôm nay và kính chúc quý vị được sự an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn, và cô Cẩm Vân có cái sự thông báo nào đối với diễn đàn thêm đó, mời cô thông báo thêm. Dạ, kính mời cô. Dạ, sa thú, sa thú, chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học Pháp Cú số 340 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức, và con đâu có biết đúng giống như lời của Đại Đức đã thông báo, và về sau thì có cái gì thì con thông báo sau, cũng giống yên vậy đó, con không biết thông báo cái tin mới. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được toàn vẹn phước báo, và con kính dâng bích đến sư.
Rakoto sapa mangalang rakanto sapa de vata sapa buddha nupavena sada sade pangandute bhavato sapa mangalang rakanto sapa de vata sapa dhamma nupavena sada sade pangandute bhavato sapa mangalang rakanto sapa de vata sapa sangha nupavena sada sade pangandute. Tất cả anh phố an có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thường tọa minh hạnh đại đức pháp tính đại đức tịnh đạt cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp, và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đề quả ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa wan tu vu chi ta so thiên ca lom te tha vi ha ra mang đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha bit ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra Sapana puta sukita pawan tu te chala mucha yepi chanda sampawa samseda chata athavu papatika niyani kang thamma wa sangma tichate sape pidukha sakarantu sankayam tha tu chi rằng sa tăng thẩm mô thẩm ma tha ra cha bút nga na sang phô hô tu sa mắc vô quá a tha ya cha hi ta ya cha âm hê rát khăn tu sắc thẩm mô sắp bê bi thẩm ma cha ri nô vua thiêm sâm pha phu nê ya ma thẩm ma ri ya ba huê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt cảm dân sinh xuống mít.